Xin chào mọi người. Thì ngày hôm nay Bảo sẽ quay lại với một món ăn là hôm nay sẽ nấu bánh canh nha các bạn. Nhưng mà hôm nay mình sẽ nấu bánh canh tôm hùm. Đó, thì hôm nay Bảo có order về 4 con tôm hùm. Tôm hùm loại tôm Việt Nam đó, tôm hùm Phú Yên, Nha Trang đó. Thì 4 con này mình mua với giá là 780.000. Đó, thì bây giờ mời các bạn coi cái nguyên liệu của mình nha. Thì đây, tôm hùm baby đây. Đó, 4 con là 1 kg 260 á. Như đây là cả gia đình ăn đủ rồi. Ở đây có xương mình đã trụng sẵn rồi. Bên đây có dầu mà điều, rồi nấm, rồi cà rốt với cải trắng làm cho ngọt nước thôi, hành ngò. Đó, thì tổng thể hôm nay đơn giản vậy thôi. Mời các bạn cùng mình theo dõi cái món ăn là bánh canh tôm hùm ngày hôm nay nha các bạn. Cũng như mọi khi là mình sẽ cho xương vô, rồi một ít hành tím vô để mình làm lấy cái nước ngọt nha các bạn. Đợi cho thịt thiệt chín, bắt đầu mình sẽ tiến hành các bạn. Bây giờ mình sẽ phi hành tỏi lên cho nó thơm vàng nha, cũng như là tạo cái màu cho nó đẹp. Đó, đợi cái hành này nó vàng thơm một chút xíu, mình sẽ cho cái nấm rơm vô phi luôn. À, bánh canh này thì cũng tạo màu cũng được, còn không tạo màu cũng được, nhưng Bảo thích cái màu đỏ 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 cho nên nó đẹp đẹp lên phim cho nó đẹp thôi. Đó. Đây, tôm hùm bên đây chưa sử dụng tem nó đâu. Đó. Rồi ta nấm vô. Rồi, xương bên đây cũng đang chuẩn bị để cho xương thiệt mềm đi, ra nước ngọt thì mình ăn mình nó mới ngon được. Đây mọi người ơi, thì bây giờ nước cũng sôi rồi nè, xương nó cũng bắt đầu chuẩn bị mềm rồi nè. Mình sẽ cho hành gì, củ cà rốt với lại cải trắng vô, hầm thêm nữa cho nó bắt đầu nó mềm xuống. Đó, một tay cầm một tay bỏ vô nó hơi lâu nha mọi người. Rồi bây giờ thả tôm hùm vô nha các bạn. Đó. Trời ơi, bắt đầu luộc tôm hùm đó, y như luộc vậy đó. Chuẩn bị cho tôm nó ra cái nước ngọt của con tôm. Đó, xong rồi coi. Tiếp tục. Đó các bạn ơi, cái mùi tôm bắt đầu bây giờ nó bay lên cái mũi mình nghe nó rất là thơm. Bây giờ tiếp theo Bảo sẽ cho luôn cái nấm này vào nha các bạn. Đó, bắt đầu lên màu rồi đó. Đó, mọi người thấy đẹp không? Rồi, ok, đợi cho nó chín nữa đi. Đó, quá đẹp. À, xin chào, xin chào cô chú. Xin chào cô chú đi con. Con ăn gì á? Nói cô chú nghe cả ăn gì. Con ăn gì á? Con chocola. Cái miệng miệng con này cô chú ơi, cái miệng con nè. Cho cô chú con ăn chocola con sợ. Ờ. Ờ chocola. Đúng bà miếng này. Đúng bà miếng này. Thôi mời cô chú miếng đi, sành nó giỏi lắm. À mời cô chú. Rồi bây giờ bắt đầu mình múc ra mình ăn nha mọi người. Đầu tiên là cho con tôm vô tô. Ui da. Thơm ghê, mùi tôm hùm bốc lên ngào ngạt luôn. Nhìn hai cái râu tôm hùm nhìn giống gì? Giống cái đầu con Hải Long Dương đó. Đó. Rồi, tiếp theo. Cho ít nấm vô. Miếng cải trắng. Hành lá trên đó coi. Thịt. Đó. Trời ơi, bánh canh 500 ngàn nha các bạn. Ủa cái đỏ quá chưa. Đó. Độc đáo cho mọi người. Ôi, mấy bạn mà có cơ hội đứng gần em nó thơm biết bao nhiêu. Bay lên toàn mùi thơm nghe. Hải sản.
mùi tôm nó nồng hơn là cái mùi thịt ha, không như mùi thịt mà mùi tôm thôi. Tôm nó nồng hơn, thịt thì nó ấy, nó này có mùi hải sản mà. Ừ. Bánh canh, nồi bánh canh trị giá 1 triệu đây các bạn. Rồi ok, bây giờ cả gia đình mình sẽ lên thưởng thức nha mọi người. Đây mọi người ơi, thì bây giờ cả gia đình mình sẽ cùng ăn nha mọi người. Thì con tôm này nó to quá, chắc phải mời ba ăn đi ba. À, rồi, mời ba. Chào mọi người. Mọi người dùng chung với gia đình mình nha. Ồ, nó nấu canh nó ăn cái gã rồi. Hôm nay nấu cái tô bánh canh dữ dằn quá. Lâu lắm rồi các bạn mới thấy ông ngoại đó. Lâu lắm rồi nhà. Mình cũng đi tới đi luôn đi làm. Nó xuất hiện trở lại video. Mình có nhiều em, nhiều chị, nhiều anh chị trong YouTube hỏi sao ông nội ngoại của Bảo Ngọc với Bảo đâu. Ngoại để chúng cho nó ngủ đi làm công việc. Tôm ấy quá. Tôm nóng. Nóng quá. Thử miếng này coi. Ồ, mới sáng giờ chưa ăn gì. Con tôm này nhỏ mà chất lượng anh. Ừ, biết rồi. Rồi, không ăn. Rồi, vậy đó. Ừ, cắt lên canh ra. Ừ, cắt lên canh ra. Xong rồi còn ở dưới đó là để xem nó chút nữa dậy được không á. Ai có bán giá thì các bạn biết cái tôm, bốn tôm này không á. Nấu chưa ta? Không biết nữa, hỏi anh. Như là chưa nấu, không biết nấu chưa, mình cũng quên rồi. 780 món này, mình như nói đầu video rồi. Đây là con của anh Bảo. Đây. Chất lượng quá ha. Xích hào. Một cái bánh canh trị giá 500.000 mọi người. Ngon ba? Ngon. Bác còn muốn cái chanh không? Gì? Có là có là. Lâu lâu chơi sẵn sàng bữa. Mấy bữa thấy trên mạng người ta làm thấy thèm quá. Thôi mua về nấu thử. Ngon thiệt. Cái nước đó các bạn, cái xương nó ra, cái nước xương nó ra với cái tôm hùm á, nó thơm, nó bay lên mũi sọc cái mùi của biển á, ngon. Thịt tôm thì nó ngọt, nó là tôm đông đá nhưng mà người ta là cấp đông luôn nên là nó không có bị tanh hay hôi gì nha các bạn. Ngân mới đi cắt tóc. Cắt tóc để chuẩn bị summary. Còn có những còn mấy tuần nữa xong cho nên là cố gắng ăn hết sức. Ngon quá. Nấu xong với lại mọi người xong hết công việc tập trung mình mới ăn được. Tôm chắc cắm miếng nào cũng biết thấm biết đó luôn á, đáng đồng tiền rồi. Cái nước gừng có ngọt cay à, ngon ghê các bạn. Anh cũng mua chỗ đặt hải sản hả? Ừ.
Thì chính là bên đó nó bán con chất lượng ha. Những bạn mua anh mốt ủng hộ bên đảo hải sản đó chứ. Cái bữa giờ mua mấy lần mà thấy bên đó chất lượng á. Còn đến dây đó quá nên ăn vậy nó mới đã các bạn, thông cảm nha. Xuất sắc nhỉ. Ăn tôm chưa? Rồi. Con tôm này thì các bạn thấy không? Cái phần vỏ của nó thì nó có chút xíu thịt à. Còn phần đầu thì chỉ mình ăn thì mình sẽ phải cắt. Cắt bằng kéo ra. Đó, để cho nó mới có thịt ở trong chứ còn ở đầu này thì cũng có gì ăn hết á. Mở cái đầu ra cho các bạn coi luôn nè. Ở phần Việt Nam là cái đầu nó cũng không có gì hết trơn á. Anh lấy kéo. Trong Malacca thì nó còn có cái càng bự. Nhưng mà tôm hùm này á có cái ai biết làm mà còn sống sống cái tiết tôm hùm ngon phải hả? Đi mình ba đó, mình tiết tôm hùm. Đó. Cũng có gạch thịt của mày. Cũng ngon. Lát cạp sao, hậu trường sẽ cạp sao. Đường trường cạp về hoài. Tiền được. Đây, tiếp tục nha các bạn. Nó ngọt từ tôm mà nó thương tươi. Tươi lắm. Lắm nữa. Cái này gai lắm, phải cẩn thận chứ không là chảy máu liền. Đó, nghiệm không? Nó kéo à. Con này có cái đầu nó có cũng có thêm thịt nè. Thấy không? Nó có vỏ gì à. Rồi, nó xong rồi hả? Khoan mà, ăn rồi, cái đầu gạch này rất là thơm ngon. Được rồi, đây con ăn đi. Đây mọi người ơi, thì coi như là cái món bánh canh tôm hùm của mình hôm nay tới đây là cũng xin kết thúc rồi. Thì rất là ngon, các bạn nào mà có dịp làm thử đi, ăn rất là ngon, rất là thơm, ngọt. Đó, thì Bảo cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu thương và theo dõi gia đình. Thì mong các bạn tiếp tục ủng hộ, Bảo sẽ ra thêm nhiều video hay và hấp dẫn hơn cho các bạn coi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha.